Thưa quý vị, vào lúc 3 giờ sáng nay, ngày 26 tháng 8, tại thôn Tùng Chính, xã Trịnh Tường, huyện Bến Sát, tỉnh Lào Cai đã bất ngờ xảy ra một trận lũ quét lớn khiến người dân không kịp trở tay. Trận lũ quét này đã khiến một người dân bị lũ cuốn trôi mất tích và gây thiệt hại nặng về tài sản của bà con nhân dân. Đến sáng sớm nay, các lực lượng chức năng của huyện Bát Sát và xã Trịnh Tường đã khẩn trương có mặt tại hiện trường giúp nhân dân khắc phục hậu quả của trận lũ quét, sớm ổn định đời sống nhân dân. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát cho biết, có một người dân ngủ ở láng là anh Dành A Sinh, sinh năm 1999, thôn Nà Lặc, hiện đang bị mất tích. Chính quyền địa phương và gia đình cho rằng có thể anh Dành A Sinh đã bị lũ cuốn. Hàng trăm người dân địa phương và lực lượng công an biên phòng tổ chức tìm kiếm từ sáng sớm, nhưng đến 9 giờ sáng nay vẫn chưa tìm thấy. Thống kê sơ bộ, đến thời điểm này, trận lũ quét tại xã Trịnh Tường gây ảnh hưởng cho 5 thôn là Tùng Chính 1, Tùng Chính 2, Sang Hồ, Nà Lặc, Phố Mới 2. Trong đó, 3 thôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Nà Lặc, Sang Hồ, Tùng Chính 1. Cơn lũ đã cuốn trôi 2 láng tạm, 1 con trâu, 52 con lợn, 39 con dê, 2.000 m2 ao cá với trên 2 tấn cá, hơn 20 hectare lúa và hoa màu. Theo người dân địa phương, cơn lũ bất ngờ đổ về vào thời điểm mọi người đang ngủ nên không ai kịp trở tay. Đến thời điểm này, nước đã rút trên các con suối, giao thông cơ bản thông suốt. Tuy nhiên, lũ có xảy ra đồng thời ở nhiều con suối trên địa bàn rộng nên công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả rất khó khăn. Được biết, cách đây 9 năm, vào khoảng tháng 8 năm 2008, tại thôn Tùng Chỉnh, xã Trịnh Tường cũng xảy ra lũ quét và sạt lở đất, bất ngờ làm 19 người thiệt mạng. Tới chiều nay, huyện Bát Sát đã phải huy động tổng lực lượng các lực lượng như công an, bộ đội, biên phòng cùng hệ thống máy móc bằng mọi biện pháp giúp người dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Như vậy, sau Sơn La, Yên Bái, trong vòng một tháng nay, người dân các địa phương Tây Bắc phải liên tiếp gánh chịu hai trận lũ quét kinh hoàng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của bà con nhân dân.